Anh nhiều lần tôi đã nghĩ là sẽ bỏ rượu bia, nhưng mà tôi nghĩ đến những giấc mơ của những người công nhân làm cà phê. Tôi đã nói rằng những người mà đã làm ra những cốc bia mà mình không muốn, người ta cũng có gia đình, con cái, con nhỏ, nên tôi phải để những giấc mơ uống để những giấc mơ của con cái người ta thành sự thật, cho nên tôi phải uống. Nè, uống đi anh em. Uống.